Thì kính thưa đại chúng, Na Tiên mới nói thế này: Đại vương hãy lắng nghe, tôi sẽ kể cho đại vương nghe những vị tỳ kheo tăng tuy còn là phàm tăng như thế này, nhưng những vị ấy có những 20 cái pháp thực hành cao thượng. Không những thế còn có thêm 2 pháp nâng đỡ khiến cho các vị tỳ kheo ấy trở nên cao quý, xứng đáng để cho vị thánh quả cư sĩ phải đảnh lễ cúng dường. Đây, thì chúng ta cùng nghe xem 22 pháp ấy là những cái gì. Và các Phật tử khi biết được 22 pháp này rồi thì cái lòng tôn kính của các Phật tử đối với chư Tăng sẽ đầy đủ hơn. Chúng ta cùng nghe. 22 pháp ấy như sau. Một là tâm bi mẫn và sự chân thật. Cái thứ nhất ấy là tâm bi mẫn và sự chân thật. Một vị tỳ kheo tuy còn là phàm tăng, nghe không? Nhưng vị ấy cũng vẫn đang thực hành cái tâm bi mẫn và sự chân thật. Có thể vị ấy chưa chân thật được hoàn toàn, vẫn có đôi ba điều, một số điều còn rối trá khuất lấp, nhưng vị ấy cũng đang thực hành, đang trên con đường thực hành sự chân thật và cái tâm bi mẫn. Đấy, nghe không? Các Phật tử tại gia, chúng ta biết, chúng ta ở cuộc sống tại gia thực hành cái đức hạnh bi mẫn, cái lòng thương người đầy đủ rất khó. Vì sao? Vì chúng ta còn sở hữu, chúng ta còn gia đình, còn chồng mình, vợ mình, con cái của mình, còn những cái riêng tư sở hữu của chính mình. Cho nên ý, cái lòng thương, cái tình thương nó không thể như người xuất gia. Người xuất gia tuy như một sư chú, một sư bác đây thôi, nhưng mà cũng dứt bỏ gia đình rồi, nghe không? Đang đi trên con đường dứt bỏ những cái riêng tư và lìa xa gia đình, đang phải thực tập thấy dần dần, thấy tất cả chúng sinh giống như cha mẹ mình. Đấy, đang phải đi trên con đường đấy. Thầy lấy ví dụ cũng giống như Thầy cũng thế. Hồi mới đi tu thì tâm còn nhớ nhà ghê lắm, vẫn thương cha thương mẹ mình dữ dội lắm, nghe không? Rồi thương cả người bạn của mình dữ dội lắm. Nhưng mà qua năm tháng rồi dần dần cái đấy nó nhạt đi và để thay thế bằng cái tình thương nó rộng lớn hơn. Vì cái cơ hội, cái đặc biệt của người xuất gia là có được cái duyên đó. Chúng ta ở tại gia phải ràng buộc về vợ, vì con, vì chồng, vì gia đình, vẫn phải có cái riêng. Và có cái riêng như thế, còn có chấp thủ, có sở hữu, thì chúng ta khó có thể thoát được, khó có thể sinh ra được cái tình cảm rộng lớn. Nghe không? Ở đây Thầy nói ví dụ cũng giống như Bác Hồ của chúng ta đấy. Hôm trước ấy, Thầy với giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo có lên Lai Châu và nói cái chủ đề cho khóa sinh của khóa tu mùa hè tại tỉnh Lai Châu nghe, với chủ đề tuổi trẻ ham học, ham làm, ham tiến bộ theo hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và trong buổi nói chuyện thì giáo sư tiến sĩ cũng nói cuộc đời Bác Hồ. Bác cũng đã từng tu hành ở chùa ở Thái Lan với pháp danh là Thầu Chín. Thầy cũng vẫn nói là cuộc đời của Bác chắc chắn được ảnh hưởng tư tưởng giáo lý của nhà Phật rất nhiều, rất là nhiều. Cho nên ý, có thể nói gì thì nói, đời của Bác Hồ giống như đời một tu sĩ, không gia đình, không vợ con, đúng không? Và Thầy nhớ cái câu chuyện mà năm 46 Bác trả lời anh trai Nguyễn Sĩ Khiêm của mình đấy. Vì lúc ấy Bác Nguyễn Sĩ Khiêm ra hỏi là: Chú, thế bây giờ đất nước thì đã được độc lập rồi, bây giờ chú phải tính chuyện vợ con đi chứ, gia đình đi chứ. Thì Bác nói rất rõ ràng: Anh ạ, em đã tu thì tu cho chót, lỡ thì rồi thì thôi. Và Bác ấy, Bác xác định mình là người tu, mình là người tu. Và trong cái buổi nói chuyện hôm ấy, giáo sư Hoàng Chí Bảo cũng cho Thầy tiết lộ cho Thầy biết thêm câu chuyện. Khi hồi trẻ, Bác Hồ của chúng ta lúc ấy là Nguyễn Tất Thành ấy, cũng có một người bạn gái, tình bạn rất trong sáng, nhưng có thể nó cũng là tình yêu rồi. Và khi người bạn gái ấy là cô Lê Thị Huệ. Khi mà tiễn Nguyễn Tất Thành xuống tàu rời bến cảng Nhà Rồng để đi tìm đường cứu nước, Bác đã tặng cho cô Huệ một cái lược. Và Bác cũng nói rằng Bác không muốn cho Huệ
Út Huệ phải đau khổ và biết rằng chuyến đi này có thể là rất xa và không biết bao giờ gặp lại. Đấy, thưa đại chúng. Thế và sau đó hai người chia tay, bác đi tìm đường cách mạng, và đến năm 40, khoảng năm 42, 43 gì đó, thì địch nó tung tin là bác chết rồi. Thì khi ấy, cô Huệ ở trong miền Nam nghe tin là Nguyễn Tất Thành chết rồi, cô đã cạo tóc vào chùa đi tu. Thế thế này xuống. Đây. Và sau này, khi mà đất nước mình giành được độc lập rồi thì Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm. Một số tác giả như tác giả Sơn Tùng đấy thì có vào tìm gặp bà Huệ. Lúc ấy bà là một ni sư xuất gia, nhưng phải rất khó khăn mới gặp được bà. Bà không muốn gặp. Về sau thì với cái sự nhiệt tình ấy, thì tác giả Sơn Tùng đã vào gặp được ni sư là cô Huệ. Lúc thầy không nhớ pháp danh là gì. Và ni sư cũng nói rằng thực sự ni sư không muốn để một người hiểu lầm là mình ở dưới cái bóng của bác Hồ. Đấy. Và ni sư cũng nói rằng trong trái tim tôi á, chỉ có một Nguyễn Tất Thành thôi. Cho nên bà không có lấy chồng, tu vậy luôn. Thế và sau đó thì bà mất, thì mất năm 1980. Nhưng mà mình vẫn không tìm được cái ngôi mộ của bà ấy, đến giờ chưa tìm được. Đấy, thì thưa đại chúng, thầy cũng nghĩ đó, bác Hồ của chúng ta cũng là một người tu, nghe không? Thật sự là một người tu. Cho nên ấy, cái tư tưởng của bác rất là thương yêu mọi người. Cuộc đời của bác sống rất là vì dân, thương dân. Phải nói đấy là tấm gương rất sáng chúng ta. Đất nước chúng ta thật sự là may mắn hạnh phúc có một vị lãnh tụ là người rất có duyên với đạo Phật, nghe không? Rất có duyên đạo Phật, thấm nhuần tư tưởng của đạo Phật đấy. Đấy là cái điều đặc biệt. Cho nên ấy, người xuất gia có cơ hội để mở rộng tình thương của mình với mọi người, với nhân loại hơn người tại gia. Cho nên ở đây cái điều quý thứ nhất ấy, là một vị tỳ khưu tuy là phàm tăng nhưng họ đang có cơ hội, đang thực hiện cái tâm bi mẫn, tức là cái tâm thương yêu và sự chân thật. Vì trong đời sống của tăng phải thực hành sự chân thật. Đấy, sáng ngày mai chư tăng có buổi thỉnh nguyện Bồ Tát, từ mỗi người phải nói lỗi của mình ra, dù rằng lỗi ấy mọi người không thấy, không biết, không nghe, không nghe, không thấy, không nghi, không biết mình, nhưng mình tự mình phải nói ra. Đấy là chân thật. Thế còn ở tại gia chúng ta, cái cơ duyên để nói thật nó cũng không phải là dễ đâu. Vì mưu sinh, vì cuộc sống của gia đình, mình nhiều khi phải dối trá, phải thế nọ thế kia, nó khó có thể chân thật được. Nhưng người xuất gia như chư tăng thì có cái duyên để mình thật được. Vì mình không còn, gần như không có cái gì riêng tư nữa, thưa đại chúng. Không có danh lợi gì riêng tư cả nữa, phải không? Cho nên cái cơ hội để chân thật rất là nhiều và có duyên để thực hiện được những điều chân thật. Thấy không? Tôi nói thật được. Thầy chẳng có phải vì cái gì. Ví dụ như một sư ông đây chẳng vì cái gì, không có danh lợi riêng, không có gia đình riêng, không có tài sản riêng. Chùa cũng không phải của sư ông nào, cũng không phải cả của thầy. Phải không? Cho nên nếu có bảo vệ cái gì là bảo vệ Phật Pháp, bảo vệ Tam Bảo, bảo vệ chính Pháp, chứ không có cái riêng của mình nữa. Cho nên cái việc phải nói dối nó hạn chế đi rất nhiều. Có cái cơ hội để mình được chân thật, được nói thật nhé. Đấy là cái quý của người xuất gia. Còn người tại gia nhiều khi vì vợ, vì con phải nói dối, nghe không? Vì lợi ích của gia đình mình phải nói dối. Cái đấy là những cái khó. Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là vị tỳ kheo phàm tăng đó hoan hỷ trong đời sống thanh cao, nghe không? Người xuất gia rồi tâm họ hoan hỷ trong đời sống thanh cao, đi xuất gia cao quý vào. Thầy nhớ ngày xưa thầy có một sư huynh, thầy tên là thầy Thông Kiên. Thầy khi mà thầy dứt bỏ gia đình, thầy đi tu vào trong này được hòa thượng hứa khả cho xuất gia, và đến ngày thầy rụng mái tóc trên đầu, thầy bảo cảm giác giống như con chim ở trong lồng bị nhốt, bây giờ được sổ lồng tung cánh ra bầu trời rộng lớn mênh mông. Và bản thân thầy khi thầy xuất gia cũng thế,
cũng có cái cảm giác giống như mình được ra khỏi lòng vậy đó. Một cái gì đấy thanh thang, khi những cái sợi tóc trên đầu mình rơi xuống, mình thấy nó mát mẻ và tâm hồn mình nó thanh thang rộng mở, thưa đại chúng nha. Đấy là cái điều chân thật, tự nhiên mình thấy nó không còn gò bó, không còn, nó có cái gì đấy thanh thang, tự do, bao la trong cái tâm hồn mình. Đấy, đại chúng thấy nó quý ở đời sống xuất gia cho đấy, nghe không? Ở đại gia gì thì gì, nó vẫn bị tù túng, đúng không? Bị vợ buộc, con trói vào, cháu nó cùng, như hồi đấy, vẫn trăng trói bốn bề. Nói thật là như vậy, gian khổ, nó vẫn là cái khổ đấy. Tuy nhiên là đời sống xuất gia thanh cao, thanh thang như vậy, nhưng mà để chúng ta dứt bỏ ngôi nhà tại gia đi xuất gia cũng đâu có dễ, thưa đại chúng, đúng không? Không phải dễ đấy. Đấy, trong Kinh Phật có kể câu chuyện có ông nông dân với một bà vợ xấu xí, với một túp lều tranh, một đống rơm rồi mấy con lợn, con gà. Ngày nào ông cũng nhìn thấy Chư Tăng ôm bình bát đi qua con đường làng nhà mình. Ông đứng ông ngắm Chư Tăng say mê mải miết, thích thú. Ông mà ước gì mình cũng được như các thầy ấy nhỉ. Khổ quá ở nhà, khổ quá. Ngày nào ông cũng nhìn thấy Chư Tăng và ông cũng ước ao khao khát như thế. Nhưng mà rồi cuối cùng ông vẫn về nhà với túp lều tranh, với bà vợ già xấu xí, mấy con lợn, mấy con gà, và cũng không đi xuất gia được, thưa đại chúng. Không thể đi xuất gia được, tức là vẫn bị trói rất là chặt. Không phải đơn giản nhé. Không biết hôm nay thầy chia sẻ bài pháp này rồi, ở đây trong đây có chú nào quyết chí đi xuất gia được không? Nghe không? Xuất gia rất là thanh thang, rất là thanh thang, như là chim bay vào bầu trời vậy đó, không còn trói buộc nữa. Đấy là cái quý báu. Điều thứ ba là họ đang thực hành pháp, họ có cơ hội, người xuất gia có cái duyên phước lành được thực hành giáo pháp của Phật dạy. Người tại gia khó khăn hơn nhiều. Đúng thế, cho nên ở tại gia tu là rất khó. Nghe không? Tu là khó đấy, chứ không phải đơn giản. Người xuất gia có cơ hội để thực hành pháp. À, ví dụ dạy Phật dạy Chư Tăng ngồi dưới gốc cây và thiền tọa quán chiếu, có cơ hội không? Có cơ hội. Nhưng mà các chú thì không được. Bây giờ các chú muốn vào gốc cây và bảo ông thần kinh đấy à? À, nghe không? Ông làm sao đấy? Đấy, ngồi thì ngồi thiền thì bảo ông làm sao đấy? Đấy, không cho. À thế ông đấy, tí ông đi cho lợn cho tôi đi, ông bế cháu cho tôi đi, ông đi đón cháu đi. Đấy, đấy, đấy. Không thể được. Tức là bị ràng buộc nhiều cái. Cho nên ý, cái cơ hội để thực hành giáo pháp là khó. Người xuất gia được cái phước ấy, phước duyên đấy, thưa đại chúng. Điều thứ tư là họ thực hành được tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nghe không? Người xuất gia có cơ duyên để thực hành từ bi hỷ xả. Cho nên đi xuất gia thật rồi ấy, là không có cái cớ để mà hờn dỗi hận thù ai. Chả có cái gì để mà giận ai thù ai cả. Vì mình được là người xuất gia, không có cái duyên để hận thù. Còn nếu ai còn chấp trước, còn hận thù một chút, nhưng mà thực sự là như vậy, nghe không? Mình không có cái riêng tư, chả có cái gì mà phải hận thù với ai. Đó, đấy là cái. Nhưng còn tại gia thì có khi phải ôm hiềm, ôm hận. Và như người xuất gia, phước lành hơn là mình thực hành được tứ vô lượng tâm, từ bi, hỷ xả. Đó, đi xuất gia thật sự nó có cái duyên để thực hành những điều này, thưa đại chúng. Thứ năm là người xuất gia thu thúc được lục căn. Người đi xuất gia có cái duyên để thu thúc lục căn, sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình. Đi xuất gia có duyên phước để được thu thúc. Ở tại gia thì mình còn phải căng mắt ra để mà lo kiếm tiền, mà căng tai ra để mà nghe việc, để mà kiếm việc. Rất nhiều thứ không thể giữ gìn được. Bắt phải đi ăn cỗ là phải ăn, phải nhậu. Bạn bè liên hoan, tiệc tình, dỗ chạp, không thể nào mà bỏ được tất cả những cái đấy. Sáu căn của người tại gia luôn luôn bị lôi kéo, bị ràng buộc. Nhưng người xuất gia có cơ hội để thu thúc lục căn, thưa đại chúng. Đấy, nó được cái phước báu là có cơ hội để thu thúc lục căn. Đấy, ở chùa tuy như thế, nhưng không có nhiều cái cám dỗ mình như ở tại gia. Đúng không? Ở tại gia bước ra một cái là
quán xá nhậu nhẹt, hoặc là hội hè đình đám, bao nhiêu thứ nó vây bủa, bao nhiêu thứ để cho mình có thể sa ngã được. Người xuất gia được cắt cái duyên đó, bớt cái duyên đó rất nhiều. Thứ sáu là thu thúc trong giới bổ, paratimoka, tức là giới ba la đề mộc xoa. Người xuất gia được bảo vệ trong giới pháp của Phật. Phật tử tại gia có năm giới, nhưng mà thật ở tại gia thực hành năm giới cũng rất khó. Đi xuất gia tuy rằng giữ 10 giới, 250 giới, nhưng cái duyên để giữ giới vẫn tốt hơn chúng ta. Có đạo tràng, có đại chúng, có môi trường để mình trì giới tốt đẹp. Đấy. Thứ bảy là thực hành được nhẫn nhục. Đấy, chư Tăng đi xuất gia, khi mà Thầy Thái Minh đi xuất gia, thế Thầy cũng suy nghĩ, mình bây giờ là con người rất thoải mái, rất được tự do. Khi còn ở tại gia thì còn sợ bị danh bỉ tiếng này khác ảnh hưởng. Nhưng đi xuất gia rồi, mình đã chấp nhận tất cả mọi cái rồi. Dù có bị mắng chửi, bị phỉ nhổ gì đi chăng nữa, mình vẫn có thể nhẫn nhục được. Nhẫn nhục được. Thế chưa tăng khi ôm bát đi khất thực đấy, là đang tu nhẫn nhục và chấp nhận mọi cái và nguyện được thực hành nhẫn nhục. Đi khất thực mà người ta ghét thì người ta chửi cho, phải không? Người ta bốc đất, người ta bỏ vào bình bát để tu tâm nhẫn nhục, phải không? Các cô ra trêu, ra ghẹo đủ thứ, trêu ghẹo không được thì các cô bắt đầu hại, nghe không? Đấy, nên phải để mình nhẫn nhục. Rồi nhiều nhiều cái, người ta bảo thanh niên trai trắng thế này mà đi ăn xin, ông bát đi ăn xin, không chịu làm ăn gì cả, đi tu, mượn cửa chùa, à, để họ nói như thế đấy. Thế, ở đây Thầy nói chưa tăng, nhưng mình chưa ôm bát khất thực, nhưng mà những Thầy đi khất thực kể cho Thầy nghe là từng bị nói như vậy rồi. Báo, thanh niên trai trắng khỏe mạnh này không chịu làm ăn, thì cạo đầu đi tu, thì lười biếng, ăn bám xã hội. Đấy, họ phỉ nhục như thế, để mà tu nhẫn nhục. Nhưng mà sao? Vì cái tướng của người xuất gia có cái duyên, cái phước để được tu hạnh nhẫn nhục như vậy, không sợ mang tiếng gì nữa. Nếu ở tại gia còn tóc mà bị mắng như thế là không thể chịu được, nổi đoán lên ngay, mày nói xấu tao à, mày xỉ nhục tao à. Nhưng mà xuất gia đầu không có tóc rồi, nghe không? Chửi bao nhiêu nó rơi vào cái đầu này trôi đi hết, cho nên là có duyên để tu hạnh nhẫn nhục. Đấy, ở ngoài đời người ta bảo túm người có tóc, không túm người chọc đầu. Chọc đầu túm cũng không được. Các Thầy đi tu có duyên phước là túm không được, nghe không? Có cái duyên để túm không được. Người ta chửi, người ta phỉ nhục bao nhiêu, rơi vào đây là trôi đi, trôi đi. Đấy là cái duyên để được thực hành nhẫn nhục đến cái đại chúng, nghe không? Nên xuất gia nó có cái hay như vậy đấy. Rất thích, nhiều khi mình ôm bát mình cũng thích để cho mọi người, người ta thử phỉ báng mình xem thế nào, xem tâm mình ra làm sao. Đấy là cái quý báu mà tại gia mình không có duyên để thực hành. Thứ tám là được vắng lặng. Người đi xuất gia có duyên phước, có được những giờ phút được tĩnh lặng, được vắng lặng. Và tại gia thật khó tìm một cái không gian cho mình ở ngôi nhà tại gia để yên tĩnh, rất là khó. Đi xuất gia, đấy, như chùa mình là Thầy nói là đủ duyên. Chùa mình là một ngôi chùa hội tụ đủ duyên để cho người tu hành. Có chỗ động như đại chúng ở đây, có chỗ tĩnh như trong rừng thiền, nghe không? Vào trong rừng rất yên ả, im ắng, thích lắm. Đấy, đấy là những cái điều rất quý. Thứ chín là thỏa thích trong chính pháp. Đi xuất gia rồi, như Thầy nói đấy, tâm hồn mình được thỏa thích, được sống, được bơi trong chính pháp, được thực hành tất cả những lời Phật dạy, nghe không? Ở tại gia thực hành khó ghê lắm, nhưng đi xuất gia là có duyên, có phước được thực hành chính pháp. Thứ mười, được thực hành pháp cao thượng. Những pháp cao quý mình có duyên được thực hành, những pháp cao thượng trong tâm mình đấy. Và đấy, lòng từ bi, hỷ xả, đấy là những pháp cao thượng, nghe không? Sống nhẫn nhục và có lý tưởng cao quý. Người xuất gia chân thật là người có lý tưởng cao quý, nghe không? Sống một đời nguyện phụng sự chúng sinh, vì chúng sinh. Đấy. Cho nên cuộc đời Bác Hồ của chúng ta thật sự vì dân, vì nước, vì nhân loại là đúng đấy. Mới xả được như vậy đấy, thưa đại chúng. Chúng ta đảng nhà nước cũng thực sự mình may mắn có tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. 11 là thường được
thường thích ở chỗ u tịch. Người xuất gia có cái duyên phước để được ở những cái chỗ tịch vắng, nghe không? 12 là biết hổ thẹn với tội lỗi. Vào đi xuất gia thì cái tâm tàm quý của mình nó được lớn lên, ở trong đại chúng được rèn giũa, ngày ngày được nghe pháp Phật dạy, gột rửa tâm hồn mình, cho nên ấy, cái tâm tàm quý hổ thẹn của mình ấy, nó được lớn lên, mình biết tàm quý. Còn ở tại gia sống giống như trong bùn rồi đó, thật sự là như vậy thưa đại chúng. Nó ở trong ấy rồi mình tàm quý rất khó, trơ chẽn là nhiều, nghe không? Đấy, ít khi có khi mình vì cái lợi lộc riêng của mình mà sẵn sàng, mình không có sợ tội lỗi, dám làm. Đấy, cái duyên của người tại gia khác với người xuất gia. Người xuất gia có cái duyên để tăng trưởng được cái tâm tàm quý. Mình thực hành pháp thanh cao, cho nên cái tâm tàm quý của mình nó lớn mạnh. Còn ở tại gia sống trong cái bùn lầy, trong vũng đục rồi, sinh ra được tâm tàm quý là rất khó, thưa đại chúng, rất là khó đấy. Phải là trong môi trường con nhà giáo dục rất tốt mới có được những tâm hổ thẹn tàm quý. Còn nếu mà không, cha mẹ không giáo dục kỹ, môi trường không tốt thì khó có cái tàm quý. Cho nên có nhiều cháu nó phạm tội xong nó chả biết gì cả, làm những điều rất là tệ nhưng xong nó chả thấy xấu hổ gì cả, lại thấy bình thường, không có tâm tàm quý, thưa đại chúng. Đấy, 13 là ghê sợ tội lỗi. Người xuất gia được cái duyên phước là ghê sợ tội lỗi. Càng tu tập, càng chân thật tu tập bao nhiêu thì mình thấy điều tội lỗi mình càng ghê sợ. Đấy là cái phước của người xuất gia. 14 là người xuất gia thực hành tinh tấn được, vào có cái duyên để thực hành tinh tấn. Đấy, chúng ta ở tại gia muốn tinh tấn bị ràng buộc, khó tinh tấn. Ngày hôm nay đáng nhẽ phải về giờ này để lễ Phật tụng kinh, thế nhưng mà lại vướng cái chuyện này chuyện kia, không thể không đi được. Đấy, ông bố vợ ông bị cái này, bà mẹ vợ bà bị cái kia, không thể đi được, không thể nào bỏ được, thế là bỏ mất cái cơ hội tu tập rất nhiều cái, thưa đại chúng, nó khó vô cùng đấy. 15 không giải đãi. Đấy, người xuất gia ở trong đại chúng được thầy và huynh đệ kèm cặp thường khuyến tấn nghe lời Phật dạy, cho nên ấy, thường tu được cái tâm không giải đãi. Nếu có giải đãi thì được nhắc nhở. 16 biết học hỏi giáo pháp. Dù người xuất gia kém cỏi mấy nhưng dần dần ở trong cái biển Phật pháp này, người ta cũng sẽ được tăng trưởng, người ta sẽ biết học hỏi Phật pháp dần dần lên. 17 biết giảng giải giáo pháp. Xuất gia trong môi trường tốt thì người ấy trưởng thành và sau này sẽ giảng dạy được giáo pháp. 18 thỏa thích trong giới đức. À, cái điều này là điều rất lạ, thưa đại chúng. Đi xuất gia tu hành rồi, mình thấy yêu quý cái điều đạo đức, mình thấy giới luật của Phật mình trân quý vô cùng, mình được thực hành giới luật của Phật, một ngày giữ giới được trọn vẹn thanh tịnh, ngày ấy mình hạnh phúc. Ngày hôm sau giữ giới được trọn vẹn thanh tịnh, mình lại được hạnh phúc. Đấy, cứ kiểm cái giới đức của mình thấy mình thanh tịnh, mình trọn vẹn, mình an lạc và hạnh phúc, thưa đại chúng. Cho nên người xuất gia tu chỉ giới thì họ được thỏa thích lắm, rất thỏa thích trong giới đức, nghe không? Thực hành giới pháp Phật, tâm rất thỏa thích, thưa đại chúng. Đấy, 19 không tham muốn, không chất chứa và không luyến tiếc. Cái duyên phước của người xuất gia sẽ dần dần đi đến cái chỗ dứt trừ các tham muốn, không chất chứa nữa và không luyến tiếc. À, mình ấy, đối với thế gian mình đã dứt bỏ rồi, tài sản thế gian, của cải thế gian, gia đình thế gian mình đã dứt bỏ rồi, cho nên ấy, dần dần nó đi theo cái hướng là xả ly. Cái người xuất gia chân thật dần dần đi đến cái hướng xả ly, không còn luyến tiếc nữa. Người tại gia để sinh ra được cái tâm xả ly không luyến tiếc là khó. Ở mãi một ngôi nhà, sống mãi với những cái vật dụng trong nhà như thế, nó cũng sinh ra cái tâm ái luyến. Cho nên đến lúc chết ý, thưa đại chúng, các thầy vẫn phải khai thị đấy, hãy bỏ lại tất cả cho người sống tùy ý mặc dùng. Nhưng không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Một cái tivi suốt ngày xem nó, con mắt nó cũng nhớ. Chết rồi thì cái thần nhãn thức này nó vẫn nhớ cái tivi. Lỗ tai nghe cái loa âm thanh hay quá,
nhất là cái dàn âm thanh hiện đại bây giờ, Thầy thấy có nhiều gia đình giàu có những dàn âm thanh hàng tỷ bạc ấy, mà nghe nó, nghe cái âm thanh nó thật là êm ái, nghe quen lỗ tai rồi, lúc chết ấy, cái nhĩ thức này nó không rời được cái âm thanh đấy, vẫn bị dính, thưa đại chúng. Đại chúng thấy không? Mình cầm một cái vật gì đấy mà cầm, ví dụ mấy chú mà quen hút thuốc lá, cầm điếu thuốc quen ở đầu ngón tay, đến lúc mà không hút bỏ nó vẫn nhớ cơ mà, vẫn có cái cảm giác nhớ 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 đấy, là luyến ái đấy, là ái đấy, có gì đâu đấy. Cho nên ý, ở tại gia để dứt bỏ, để xả ly rất là khó. Như đi xuất gia rồi thì cái duyên, cái phước mình thực hành được cái điều xả ly này, đấy là điều thứ 19. 20 là đầy đủ tất cả các điều học. Đi xuất gia dần dần sẽ thực hành đầy đủ tất cả những điều học Phật dạy, mình sẽ thực hành được dần dần. Và có hai pháp cao thượng thuộc phẩm mạo tăng tướng nữa để trợ duyên cho những điều này. Hai pháp đó là gì? Nó khác với chúng ta đây này, thưa đại chúng. Thứ nhất, người xuất gia là thọ dụng y cà sa. Đây, cái y các thầy mặc đây, đắp đây, là người xuất gia mới được đắp, khác với người tại gia nha. Và thứ hai, khác với người tại gia là gì? Cái này, đầu cạo trọc. Đấy là cái khác. Hai cái này là khác với người tại gia, thuộc về phẩm mạo và tăng tướng nha. Người xuất gia khác người tại gia ở y phục và cái đầu không có tóc này này, khác hẳn người tại gia nhé. Hai cái này làm nên cái tướng của vị xuất gia. Hai cái này nó hỗ trợ cho 20 cái điều kia nữa thêm được tốt đẹp.